Nếu như vào một ngày bạn bất ngờ bị xuyên không đến tương lai, bạn sẽ làm gì? Đoàn người này đen đủi bị dịch chuyển tới một hòn đảo hoang, nơi này đã không còn một chút sự sống. Vì thế đoàn người đã phải dùng hết khả năng sinh tồn của mình để có thể sống sót ở nơi này. Cũng như thường lệ, vào một buổi sáng đẹp trời, mọi người đang di chuyển trên chuyến tàu quen thuộc đi làm. Người thì gật gù vì chưa ngủ đủ giấc, người thì mải check lại công việc lần cuối. Bất ngờ một tin nhắn cảnh báo động đất được gửi tới điện thoại cá nhân của từng người. Ở Nhật Bản, những trận động đất xảy ra nhiều như cơm bữa nên người dân ít nhiều cũng không mấy cảnh giác. Anh chàng này đang uống nước thì vô tình làm rơi nắp chai. Anh ta đang lúi húi cúi xuống nhặt lại chiếc nắp chai thì đã chẳng thấy nó đâu rồi. Một hành khách đang đứng bình thường đột nhiên biến mất không rõ lý do. Nhưng vạn vật vẫn đang diễn ra đúng theo quỹ đạo của nó. Con tàu theo lộ trình tiến thẳng vào đường hầm. Điều bất thường duy nhất là mọi thứ ngày một rung lắc mạnh hơn. Mọi người ngã rạp ra đất, mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng biết sau bao lâu mọi người mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Họ nhìn ngó xung quanh thì thấy nơi này rất kỳ lạ. Anh chàng đeo kính mò mẫm sau cánh cửa đã tìm được chỗ mở cửa thoát hiểm. Mọi người chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài hít thở không khí, nhưng cảnh tượng bên ngoài đã khiến ai nấy ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Tại sao mình lại bị di chuyển đến một nơi hoang vu như này chứ? Mọi người tản ra đi tìm xem có tung tích gì về sự mất tích của mình hay không. Ai nấy đều vô cùng cuống cuồng, thậm chí điện thoại của họ còn đã bị mất sóng. Quay về phía trạm tàu điện, toàn bộ nhân viên cũng đang vô cùng hoảng loạn. Tất cả đoàn tàu được cho dừng hoạt động ngay lập tức. Chẳng ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Có một điều kỳ lạ hơn là cả đoàn tàu dài đằng đẵng lại mất đi một toa tàu. Cảnh sát viên cũng rất nhanh có mặt ở hiện trường. Nhân viên cứu hộ cũng được triệu tập ngay sau đó. Sau một hồi kiểm tra nhưng họ chẳng phát hiện ra một điểm khác biệt nào. Toa tàu đó cứ thế mà biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bên này ba thanh niên đang tìm kiếm nơi mình bị xuyên không. Đi mãi thì cũng thấy chút ánh sáng phía cuối con đường. Ba người đã bị cảnh vật ở đây dọa cho một phen hú hồn chim én. Ở đây chẳng có gì ngoài đất mới đá. Nói rõ hơn thì họ chưa phát hiện ra một sự sống nào ở nơi này cả. Xe chỉ lên ngọn núi phía xa xa. Cô nghĩ rằng nếu như họ lên ngọn núi đó có thể nhìn thấy bao quát nơi này. Ba người dùng hết sức bình sinh mới có thể leo lên được ngọn núi. Nhưng quang cảnh trên này khiến ai nấy đều vô cùng thất vọng. Anh chàng điển trai hoang mang không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ba người sau đó quay về toa tàu thông báo với mọi người về tình hình hiện tại. Tệ hơn, có người còn nghĩ rằng mình đang ở dưới hoàng tuyền đang đợi đầu thai chuyển kiếp. Những người còn lại thì đang hoang mang sờ tai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hajim là nhân viên thu vé duy nhất bị lạc tới xứ sở thần tiên này. Anh được giao nhiệm vụ đi thu thập tất cả thông tin của mọi người bị lạc tới đây. Một anh chàng định lợi dụng khói từ lửa để dụ người dân tới đây cứu mình. Nhưng ở nơi đồng không mông quạnh như này thì làm gì có ai đến mà cứu họ cơ chứ? Ở trong hoàn cảnh này thì buộc họ phải tìm cách tự cứu mình thôi chứ ngồi im đợi người đến có mà chết khô. Anh chàng đeo kính đang định đi lối đi riêng của mình thì bị Yuto cản lại. Nếu như bây giờ họ không đoàn kết thì sẽ không làm nên cơm cháo gì. Naoya không còn cách nào khác, chỉ đành bỏ đi ý định của mình. Vài tiếng đồng hồ sau, bụng ai cũng đã đói meo. Họ lục lọi số đồ ăn thừa còn sót lại bên mình nhưng nó chẳng khác nào muối bỏ bể. Hajim chỉ đành liên tục xin lỗi mọi người về sự sơ suất này. Rena vì đói quá đã ăn trộm thức ăn của người khác. Cô chạy ra ngoài với vẻ mặt vui sướng liền bị anh chàng đeo kính dâm bắt gặp. Rena vì sợ hãi quá đã ném lại bịch đồ ăn rồi chạy vào trong. Tự nhiên có một bịch đồ ăn ném vào người khiến anh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xe ở trong toa tàu đang lục ba lô tìm đồ ăn, rõ ràng cô đã để vào đây cơ mà. Rena ấy vậy mà vừa ăn cắp vừa la làng cô đổ oan cho Naoya là người đã ăn cắp đồ ăn. Cũng bởi vì ban nãy cô nhìn thấy trong túi của Naoya có bức thư gửi từ trong tù ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng này của anh cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Naoya bước lên tàu nhìn kỹ từng khuôn mặt và nói dù sao họ cũng mới chỉ quen nhau ban nãy. Làm sao biết đường lòng người sâu rộng, xem không chừng người ở bên cạnh mấy người bây giờ là tù nhân ấy chứ. Naoya tự tin tuyên bố bản thân sẽ sớm rời khỏi đây ngay thôi. Sau đó anh rời khỏi toa tàu mặc kệ ánh mắt phán xét của những người còn ở lại. Lang thang trong rừng chẳng bao lâu anh vô tình nhìn thấy một thùng nước khoáng. Xe tốt bụng bên này đang lấy số thức ăn ít ỏi của mình ra chia cho mọi người. Anh chàng áo đỏ đứng một bên xem lại những gì mình đã quay được. Vô tình thấy cảnh Rena đang trộm đồ ăn. Sau sự việc đó, Rena đã bị những người trên toa tàu không ngừng chỉ trích là người vô liêm sỉ. Nhưng Rena vẫn vô cùng ngạo mạn chẳng coi ai ra cái gì. Cô còn chắc nịch một điều rằng đội cứu hộ sẽ không bao giờ tới đây. Nói một cách khác là đoàn tàu 100 người này đã bị bỏ rơi rồi. Rena lỗ mãn còn trộm thức ăn lần hai rồi chạy nhanh ra ngoài. Hóa ra ban nãy bọn họ đều đã hiểu nhầm anh chàng đeo kính kia rồi. Yuto và xe chạy vào rừng tìm kiếm anh chàng đó. Anh chàng bên này thì thảm rồi, chẳng hiểu làm sao mà lại rơi xuống vách núi. May mà các cụ nhà anh gánh còng lưng nên đã nắm được vào một sợi dây rừng. Đáng tiếc là chân anh không có gì dẫm để trợ lực hết. Nếu chỉ dựa vào sức của tay anh không thể nào leo lên được. Vào lúc anh sắp không chịu nổi nữa thì một bàn tay kéo anh lên. Yuto kịp thời chạy đến, Yuto và xe hợp sức kéo anh chàng đeo kính lên. Đúng vào lúc này xe nhìn thấy cái túi của người đã rời nhóm trước đó, có lẽ người này lành ít dữ nhiều rồi. Xe thấy giày của anh chàng đeo kính bị mất bèn chu đáo tặng cho anh một chiếc giày. Lúc này anh chàng đeo kính cũng tự giới thiệu tên của mình là Naoya. Ba người kịp thời quay về toa tàu trước khi trời tối. Sau một đêm yên bình, sáng ngày hôm sau mọi người tụ tập lại với nhau bàn bạc kế sách. Phía đông là sa mạc, phía tây là vách đá, dường như bọn họ đang bị mắc kẹt ở đây. Yuto đề nghị mọi người nên học được cách sinh tồn tại nơi này.
một chị gái không thể chấp nhận được hiện thực xém nữa đánh nhau với Hazim. Nước và vật tư cũng dần trở nên khan hiếm hơn, mà người không có nước phải mua lại nước từ chỗ hành khách khác với giá rất cao. Một cặp tình nhân đã thấy rõ bộ mặt thật của những người này, cho rằng họ không thể nào gánh vác trách nhiệm và chỉ trở thành gánh nặng của những người khác mà thôi, nên họ định tách ra tự tìm cách sinh tồn. Cho dù Yuto có níu kéo như thế nào, bọn họ vẫn kiên quyết rời đi. Ông chú Zaichi trước đó liên tục bị đau răng, dường như chú cũng hiểu ra điều gì đó. Ông ném lại nhẫn vào đồng hồ, sau đó rời khỏi nhóm người. Có vài người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt tách khỏi nhóm. Yuto vẫn còn muốn khuyên nhủ mọi người, nhưng Naoya nói cứ để cho bọn họ đi đi. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, tất cả mọi người cũng đều trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Yuto nhớ lại chuyện trước đây để báo đáp ân tình của ân nhân. Vì bảo vệ anh nên mất đi đôi chân, nên tâm niệm cả đời này của anh chính là cứu được thật nhiều người. Cho dù mọi người nghĩ như thế nào, tâm niệm này của anh vẫn không thể thay đổi. Naoya cười nhạo Yuto rằng anh muốn làm đấng cứu thế sao, đầu tiên phải cứu bản thân mình đã rồi tính sau. Yuto đuổi theo cặp tình nhân kia, khuyên bọn họ quay đầu là bờ. Nếu chết rồi họ sẽ không còn gì nữa, chỉ có sống tiếp mới có hy vọng. Cặp tình nhân nhìn vách núi dựng đứng trước mặt mình, cuối cùng quyết định quay về cùng với Yuto. Zaichi lúc này cũng đến bên vách núi. Ông nhìn thấy ở phía xa có những kiến trúc của con người. Thế là chú lập tức chạy về toa tàu tìm tờ báo trước đó mình đã đọc. Tháp Tokyo đến 2026 mới xây xong, giống y hệt như kiến trúc khi nãy chú nhìn thấy. Cặp tình nhân lấy ra lon nước ngọt lúc nãy họ vừa mới nhặt được, trên đó ngày sản xuất ghi là 2026. Nhà sinh vật học Sodai cũng nói lúc nãy mình vừa tìm thấy một loại cây. Nếu nuôi dưỡng thành công ít nhất cũng phải mất 30 năm. Lẽ nào bọn họ đã xuyên không đến tương lai 30 năm sau hay sao? Lúc này 2023 ở Tokyo, chuyện toa tàu biến mất cũng khiến dư luận xôn xao. Đột nhiên Hajime đưa đến một người lạ mặt nói rằng mình đã tìm thấy người này trong rừng. Đối phương nói mình là nhân viên bán hàng trên tàu. Không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện trong rừng. Chị gái trung niên Kayoko hỏi xe đẩy chở hàng của anh đâu rồi, còn nước và thức ăn trong đó không? Nhân viên bán hàng nói nước và nước ngọt trên xe đẩy chở hàng đều bị trộm mất rồi. Mà Yuto nghi ngờ rất có thể nước và đồ ăn đã bị ai đó trong số họ giấu đi. Tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau bởi vì tất cả mọi người đều từng đi ra ngoài. Vậy nên rất có thể một trong số họ đã đem đồ giấu đi mất, vì muốn một mình chiếm dụng số nước và nước ngọt đó. Vào lúc mọi người cãi nhau ầm ĩ thì Naoya nói anh biết nước đang ở đâu. Yuto trách Naoya sao không nói sớm. Naoya hỏi lại Yuto sau khi lấy được nước anh định sẽ phân chia như thế nào, chia đều hay là chia theo nhu cầu. Yuto nói đương nhiên là chia đều rồi. Naoya chế nhạo Yuto quá ngây thơ. Nếu như có người ăn trộm nước nữa thì phải làm sao? Vào lúc hai người đang tranh cãi, có một người lớn tuổi khác quá sắp không chịu nổi nữa. Naoya chỉ đành buông bỏ thành kiến, dẫn mọi người đi lấy nước trước. Sau khi Yuto đi xe, đề nghị mọi người lấy thức ăn ra sau đó chia đều cho mọi người. Yuto cũng nói đã có sẵn kế hoạch để mọi người sinh sống ở đây trong một khoảng thời gian dài. Sau một hồi trèo đèo lội suối, cuối cùng Naoya cũng đến nơi trước đó anh phát hiện ra nước. Nhưng lúc này nước đã biến mất rồi, mọi người uổng công đi một chuyến. Về đến nơi, Naoya tức giận hỏi ai là người giàu nước đi. Hơn nữa lượng thức ăn mà họ thu thập được không đủ cho tất cả mọi người chống chọi qua ngày hôm nay. Tất cả mọi người bắt đầu tự an ủi mình, họ thầm nhủ chắc chắn sẽ có đội cứu hộ đến. Một số người bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất nước. Để giải quyết tình hình hiện tại, Yuto mượn tấm bạt của mọi người lấy dây trải nó ra buộc trên nóc toa tàu, dùng nó để hứng nước mưa và sương. Còn Naoya ngồi ở bên ngoài toa tàu canh chừng cả đêm. Anh nói chắc chắn người trộm nước sẽ nhân cơ hội mọi người ngủ hết để lẻn ra ngoài uống nước. Lúc này ở trong toa tàu, cặp tình nhân định đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, nhưng nhìn thấy nhóm Naoya đang ở bên ngoài nên họ chỉ đành ra về. Rena cũng nhìn về một nơi nào đó, không biết cô đang có ý định gì. Lại một tối nữa trôi qua, Yuto hỏi Naoya tình hình thế nào rồi. Naoya nói tối qua không có ai ra ngoài, bọn họ không thể ngồi đây chờ mãi được. Sương hứng được cũng không đủ cho mọi người sử dụng. Sodai nói ở đây cây cối mọc rậm rạp, có lẽ ở đây có nguồn nước. Cả nhóm liền đi sâu vào trong rừng tìm nguồn nước. Naoya ở trong rừng phát hiện ra một con ếch, còn phát hiện ra đám rêu đang còn ướt. Điều này có nghĩa là họ cách nguồn nước không xa nữa. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước thì bị một ngọn núi đá chặn ngay trước mặt. Vào lúc mọi người đang thất vọng thì thấy trên vách đá có nước chảy ra. Có vẻ như nguồn nước nằm ngay phía sau ngọn núi này, nhưng làm sao có thể leo sang bên kia. Lúc này mọi người ở trong toa tàu lại bắt đầu cãi nhau vì thiếu vật tư. Zaichi nhân cơ hội giả điên giả dại để chạy ra ngoài, lén đến một nơi kín đáo lấy số nước bị giấu trong đó ra. Hóa ra ông ta mới là người trộm nước, đúng lúc cảnh tượng này bị Hajime nhìn thấy. Hajime đang định đi đến chất vấn ông chú thì bị dáng vẻ không phải dạng vừa đâu của ông chú làm cho khiếp đảm. Hai người mang nước quay về toa tàu, mọi người cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có nước uống rồi. Nhưng Zaichi nói phải lấy thuốc hoặc thức ăn ra đổi mới được uống, nếu không đừng hỏng uống nước. Tatsuya cứ tưởng ông chú nói đùa, anh đang định lấy nước uống thì bị ông chú chặn lại. Rena cũng đứng ra nói ông chú quá kiêu căng, kết quả cô bị ông chú đánh cho một phát đau quá. Này cút sang một bên, trước kia ông chú Zaichi này sống rất hèn nhát. Ở nhà bị người thân ghét bỏ, đến công ty bị mọi người chê bai coi thường. Bây giờ cuối cùng ông cũng có chỗ để trút giận rồi. Lợi dụng số vật tư trong tay, ông có thể ở đây xưng vương xưng bá. Nhưng Naoya lập tức kéo ông về hiện thực, làm ra loại chuyện này có kết cục như thế nào ông cũng phải chịu. Yuto quay về cản Naoya lại nói tất cả mọi người phải giữ lý trí, không được làm ra chuyện vượt qua giới hạn. Naoya nói không có quy tắc mọi thứ sẽ bị loạn mất. Nếu như ai cũng giống như Zaichi vậy sau này Yuto làm sao có thể quản lý người khác.
Iuto nói anh không muốn dùng cây dọa khỉ. Naoya bảo anh nhìn tất cả những người trong toa tàu, anh bắt buộc phải cho bọn họ một câu trả lời thích đáng. Bởi vì Iuto nói sẽ cứu tất cả mọi người. Anh có nói tất cả mọi chuyện ở đây phải thông qua thảo luận để giải quyết. Nếu như anh muốn dân chủ, vậy dân chủ cho anh xem. Naoya kéo Zaichi lên trên toa tàu nói ai muốn Zaichi ở lại với mọi người thì giơ tay. Nhưng thông qua chuyện vừa rồi không một ai chịu giơ tay hết. Iuto thấy không ai đồng ý vội vàng cứu vãn tình hình, bảo Zaichi nhanh chóng xin lỗi mọi người. Sau đó Iuto liền giơ tay lên. Naoya bảo Sodai đếm thử xem nền mặt Iuto, những người giơ tay lên ngày càng nhiều. Số phiếu đồng ý và phản đối đang ngang nhau, cuối cùng chỉ còn lại xe chưa đưa ra ý kiến. Vô dĩ xe đứng về phía Iuto nên đương nhiên đồng ý cho Zaichi ở lại. Zaichi quỳ xuống cảm ơn mọi người. Tất cả mọi người lấy nước về, không những mỗi người lấy được một chai mà còn có nước dư ra. Mọi người vui vẻ uống nước như đang uống thứ gì đó vô cùng quý hiếm. Họ không ngờ rằng nước có thể uống ngon đến nhường này. Có người uống một hơi hết sạch, nhưng cũng có người biết rằng phải uống từ từ mới có thể sống được lâu hơn. Buổi tối Iuto tranh thủ dùng dây leo làm một sợi dây thừng. Sáng hôm sau họ đi đến dưới chân núi đá hôm qua. Iuto xuất thân là lính cứu hỏa nên anh vô cùng thành thạo leo lên cao. Sau đó thả dây thừng xuống cho người khác leo lên, còn một đoạn cuối cùng Iuto tự mình leo lên. Nơi lên đỉnh núi cuối cùng anh cũng nhìn thấy nguồn nước mà mọi người mong đợi từ lâu. Đứng ở trên cao anh nhìn thấy núi Phú Sĩ ở phía xa và biển lớn mênh mông vô tận. Tokyo 2023, trong tổ điều tra tại đồn cảnh sát có rất nhiều người thân của những hành khách bị mất tích. Tất cả bọn họ đều muốn biết người thân của mình đã đi đâu rồi. Em trai của Naoya ném hoa tang đi và nói anh trai mình vẫn chưa chết, còn nói cảnh sát mau chóng đi tìm anh trai mình về. Bức hình mà Iuto mang về một lần nữa khiến tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Kayoko vẫn không thể nào chấp nhận hiện thực, cô kéo theo hành lý của mình rời khỏi nhóm. Rena cũng đau đớn òa khóc. Có người còn tranh thủ lúc điện thoại của mình còn 1% pin để nói lời chào cuối cùng với người thân của mình. Mẹ có ăn uống đầy đủ không? Kayoko cũng xem video của con gái mình trong điện thoại, cho đến khi điện thoại tắt nguồn. Đêm thứ tư đến, ông chú Zaichi đi ra ngoài gửi tình yêu vào đất. Bỗng một cái nắp chai rơi vào đầu ông. Ông ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên trời bỗng xuất hiện cực quang. Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía sau. Ông quay đầu lại nhìn thì thấy người không phải hành khách ở trên tàu. Ông dường như nhận ra đối phương là ai. Thế là Zaichi vội vàng chạy về toa tàu định giải thích cho mọi người biết chuyện vừa xảy ra. Nhưng tất cả mọi người đều không thấy có người ngoài nên không ai chịu tin ông hết. Kayoko còn tưởng là đội cứu hộ đến bèn chạy tới hỏi Zaichi cho ra nhẽ. Lúc này trời đột nhiên mưa tầm tã cắt ngang câu chuyện của mọi người. Zaichi một mình rời đi, tất cả mọi người đều vui đùa trong cơn mưa. Iuto chạy đi tìm Zaichi bảo ông quay về. Nhưng ông nói nếu như mọi người đã không tin tưởng ông thì ông thà ở lại đây sống một mình. Xe cũng tìm thấy một tấm bạt lớn nhờ Naoya giúp cô hứng nước. Sau khi Iuto quay về, anh trách Naoya đáng lẽ phải hỏi cho rõ ràng rồi mới hành động. Kết quả hai người lại cãi nhau một trận. Sau khi tạnh mưa, xe bắt đầu chia cho mọi người chút thức ăn còn sót lại. Nhìn thấy mọi người đang buồn rầu ủ rũ, Iuto thuyết phục mọi người cùng nhau đi ra ngoài kiếm thức ăn. Naoya cũng xông vào nói bây giờ không nuôi người nhàn rỗi, ai không chịu ra ngoài thì cứ ở yên trong toa tàu chờ chết đi. Mọi người đi ra ngoài hái rau và trái cây dại, may mà ở trong rừng có rất nhiều quả dại dụng. Nào ngờ xe vừa ăn xong đá ngã lăn ra đất, cả người co giật dữ dội. Hóa ra cô nhận nhầm quả có độc thành quả ăn được. May mà loại quả ấy rất nhỏ nên độc tính không nhiều, rất nhanh xe đã bình phục. Sau đó bọn họ còn chặt tre và trẻ ra chế tạo đủ các loại công cụ, còn chế tạo hàng rào đơn giản. Đúng giờ sẽ phái lên đỉnh núi lấy nước, bọn họ cũng phân công công việc rõ ràng. Vấn đề về thức ăn và nước tạm thời được giải quyết, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Đến tối khi tất cả mọi người đang ăn thì Naoya bỗng phát hiện ra điều bất thường. Mau dừng lại, anh nói với mọi người, loại quả này rất giống với loại quả khiến xe trúng độc. Nhưng ban ngày bọn họ không hề hái loại quả này về. Naoya nhớ lại Zaichi ban ngày gần nơi ở của Zaichi còn rất nhiều loại quả độc này. Vậy nên anh cho rằng chuyện này là do Zaichi gây ra. Thế là Iuto cầm đuốc lửa đi vào rừng. Trong quá trình tìm kiếm, Zaichi vô tình trượt chân ngã xuống dốc. Do chân bị thương nên anh tạm thời không thể nào leo lên được. Trong đường hầm có một hòn đá phát sáng, lúc này nó ngày càng sáng hơn. Theo đó bầu trời cũng xuất hiện hiện tượng lạ. Giải quyết được vấn đề nước và thức ăn, thứ khiến mọi người có hy vọng sống tiếp chính là sự chờ đợi của người thân. Kayoko mãi vẫn không thể chấp nhận hiện thực nên cô không ăn không uống gì hết. Trong lòng lúc nào cũng nhớ đến con gái. May mà được mọi người khuyên nhủ, tất cả mọi người đều chờ đợi trong tuyệt vọng. Chỉ có sống tiếp mới có thể gặp được gia đình. Kayoko nghĩ thông suốt cầm đồ ăn lên. Một cặp vợ chồng trung niên cũng lấy trái cây của họ ra chia cho mọi người. Có lẽ do nhìn thấy hôm nay mọi người đoàn kết hợp tác nên mọi người bắt đầu có sự tin tưởng cơ bản với nhau. Sau khi trời sáng, mọi người liền nhìn thấy Iuto tập tễnh quay về. Naoya hỏi anh làm sao thế? Iuto nói anh không tìm được Zaichi còn không may bị ngã. Nhưng Iuto đã tìm lại được cho Naoya bộ đồ hớt tóc. Naoya vội vàng mở bộ đồ nghề ra, những món đồ mà anh thích nhất vẫn còn. Mặc dù bộ đồ hớt tóc đã tìm lại được nhưng Naoya vẫn trách Iuto vì không tìm thấy Zaichi. Iuto nói chỉ cần anh còn ở đây, anh nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai bị thương. Anh sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi người ở trên tàu. Chuyện này khiến Naoya nhớ lại em trai của mình. Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò của một người anh cả. Cuối cùng Naoya nói lời cảm ơn Iuto. Sau đó Iuto lấy ra tấm bản đồ được vẽ phác thảo, trên bản đồ ở phía nam rất có khả năng có sông suối. Nói không chừng bọn họ sẽ tìm được tôm cá. Lúc này trong tổ điều tra ở Tokyo, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án toa tàu biến mất.
Trong danh sách những hành khách mất tích, họ phát hiện ra một tên tội phạm đang chạy thoát thân. Nếu như tất cả những người bị mất tích đang ở cùng một chỗ thì rất có thể họ đang gặp nguy hiểm. Nhóm Iuto đi về phía nam để khám phá. Trên đường đi họ còn nhìn thấy chim. Lúc này Jaichi đang trốn ở một góc lén nhìn bọn họ. Đột nhiên Sodai hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó họ nhìn thấy một bóng người chạy đi mất. Nơi này còn có những người khác sinh sống, đây là điều mà tất cả bọn họ đều không ngờ đến. Naoya định đuổi theo đối phương nhưng Iuto nói phải nhanh chóng cầm máu cho Sodai. Đừng quan tâm đến người kia, Iuto cởi áo buộc ngang người Sodai. Sau đó hai người một trước một sau khiêng Sodai về. Khó khăn lắm mới đưa được Sodai về toa tàu. Tất cả hành khách đều lấy ra đồ cấp cứu cùng nhau giúp một tay cứu người. Hajime lấy ra túi của người trước đó đã rời đi, trong đó có một số đồ dùng thường ngày. Một bà lão lấy ra kim chỉ để may quần áo, nhưng ở đây không có ai là bác sĩ cả. Không ai biết may vết thương như thế nào, hơn nữa họ cũng không có thuốc tê. Thấy Iuto vẫn còn đang do dự, Naoya đẩy Iuto ra. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất, họ chỉ đành liều một phen thôi. Naoya dưới sự giúp đỡ của những người khác cắn răng khâu lại vết thương cho Hajime. Đến tối Hajime bắt đầu phát sốt nhưng bọn họ không có thuốc. Tatsuya tìm được sách của Sodai, trên đó có ghi chép đặc điểm của rất nhiều loại thực vật. Chỉ cần tìm được loại cây tương ứng nói không chừng sẽ có thể giúp Sodai hạ sốt. Sáng hôm sau họ nhìn thấy rau diếp cá, họ nghiền nát lá cây lấy nước rồi bôi lên miệng vết thương. Đến tối Sodai hạ sốt nhưng vẫn cần phải vệ sinh vết thương để tránh nhiễm trùng. Lần này Iuto không còn đắn đo nữa, anh đích thân xử lý vết thương. Naoya đi ra ngoài nhìn thấy trước mặt có vài thứ gì đó đang phát sáng nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Anh còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Lúc này Sodai đang trong cơn mơ nhìn thấy bố mẹ mình và bác sĩ. Người thân của anh hết người này đến người khác rời khỏi toa tàu. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình anh ở trong toa tàu vắng tanh không một bóng người. Đợi đến khi Sodai tỉnh lại thì trời đã sáng. Những người khác vây xung quanh hỏi thăm tình hình của anh. Có lẽ như Sodai đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng anh vẫn cần phải có thời gian khôi phục. Bây giờ cuối cùng mọi người cũng có thể an tâm ngồi nghiên cứu xem có chuyện gì đang xảy ra. Từ bóng lưng của hung thủ có thể thấy người này không phải hành khách trên toa tàu. Lẽ nào ngoại trừ bọn họ còn có những người khác xuyên không đến đây sao? Iuto đi vào trong rừng chặt củi. Lúc này không biết Jaichi từ đâu đột nhiên chui ra cười nhạo Iuto. Trong lúc đồng đội cần chữa trị thì anh lại hèn nhát. Iuto khuyên Jaichi quay về với mọi người nhưng Jaichi nói, kinh nghiệm sinh tồn ngoài tự nhiên của ông phong phú hơn bọn họ rất nhiều. Còn cho Iuto xem bẫy do ông làm, ngoài ra Jaichi từng làm việc trong công ty bảo vệ. Iuto đưa Jaichi về nhờ ông chỉ cho mọi người làm sao để đề cao cảnh giác và chế tạo các loại bẫy. Nhưng Naoya vẫn không tin Jaichi, anh cho rằng lần trước Jaichi đã bỏ quả độc trong đồ ăn của mọi người. Cách mà Jaichi dạy cho mọi người rất hiệu quả. Naoya bất cẩn dẫm trúng bẫy của những người khác bố trí và bị trói. Thế là Naoya chỉ đành im miệng không nói gì nữa. Vào lúc mọi người đang bận rộn làm bẫy, những mối nguy hiểm khác cũng âm thầm đến gần. Ga trong quẹt của bọn họ sắp hết, sau này muốn nhóm lửa phải dựa vào việc ma sát cây gỗ. Nhưng ma sát cây gỗ để tạo ra lửa không dễ chút nào, Iuto thử vài lần vẫn không thể tạo ra lửa. Đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên, có người dẫm trúng bẫy của bọn họ. Sau khi bẫy bị sập, bọn họ chạy đến xem, bỗng nhìn thấy một đứa trẻ họ chưa từng gặp bao giờ. Iuto đang định đến hỏi cậu bé thì cậu bé gỡ được bẫy chạy mất, hai người chỉ đành chạy theo sau. Vừa chạy vừa nhìn, Kim Chỉ Nam phát hiện ra cậu bé chạy về phía nam mà trước đó họ định đi khám phá. Khi đuổi đến một con suối, cậu bé nói hai người đứng ở bên kia chờ cậu. Cậu phải đi hỏi ý kiến người lớn, chỉ khi nào người lớn đồng ý cậu mới được phép nói chuyện với hai người. Lúc này Naoya cũng biết tin có người sập bẫy, đến nơi bẫy bị sập anh nhìn thấy một cái móc chìa khóa. Bên phía Iuto hai người đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai xuất hiện. Iuto định đi sang bên kia xem sao, xe nói như vậy quá nguy hiểm, nên để ngày mai gọi thêm người đến cùng nhau đi vào trong sẽ an toàn hơn. Lúc này sắc trời dần tối, không có đuốc lửa bọn họ cũng không thể quay về, nên chỉ đành ngồi ở đây chờ đợi ngày mai trời sáng tính sau. Iuto tố kiên trì muốn ma sát gỗ lấy lửa, khó khăn lắm miếng gỗ mới bốc khói. Anh lấy nắm cỏ khô đến thổi mãi, cuối cùng lửa vẫn bị tắt. Mùi khói khiến anh nhớ đến chuyện trước đây khi anh còn là lính cứu hỏa. Hôm đó do quá căng thẳng nên anh xảy ra sai sót khi nối đường ống dẫn nước cứu hỏa. Để bù đắp lỗi lầm, anh bèn xông vào trong biển lửa cứu người. Những thành viên khác trong đội lính cứu hỏa thấy vậy vội vàng cản anh lại. Không ngờ rằng sau khi vụ nổ xảy ra, một đồng đội khác ngã chắn trước mặt anh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh biết tin đối phương không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Chuyện này khiến Iuto đến nay vẫn còn áy náy và không dám đối mặt. Xe nói với anh mỗi người đều có một chuyện không dám đối mặt trong quá khứ. Nếu như tất cả mọi người đều cố chấp về quá khứ thì làm sao có thể nhìn về phía trước. Anh còn phải đưa mọi người về nhà nữa mà, sau đó cô giúp Iuto ma sát gỗ lấy lửa. Lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên, hai người quay đầu lại thì thấy Naoya. Naoya nói ở đây có một con suối nhỏ, cuối cùng anh cũng không phải mỗi ngày leo lên núi để lấy nước nữa rồi. Sau đó anh liền hỏi về cái bẫy, xe nói bọn họ nhìn thấy một đứa bé nên đuổi theo đứa bé đó đến đây. Bây giờ họ không rõ tình hình bên kia như thế nào nên chỉ đành ngồi chờ ở đây. Naoya rất bất ngờ, không ngờ ngoài bọn họ vẫn còn người khác sinh sống ở đây. Không thể ngồi chờ mãi được, cuối cùng ba người hợp sức tạo ra lửa, Iuto và Naoya vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Naoya tiện tay châm một đuốc lửa, khi quay đầu lại thì thấy cậu bé đứng bên kia suối. Cậu bé nói với ba người rằng người lớn đã đồng ý cho bọn họ sang bên này suối. Họ đi theo cậu bé đến một cái thôn. Khi vào trong thôn, họ nhìn thấy trên sườn dốc cũng có một toa tàu. Từ dấu vết của toa tàu có thể thấy họ đã sống ở đây rất lâu rồi. Rất hân hạnh được gặp mọi người hành khách ở toa tàu số 5.
Người dẫn đầu của nhóm người toa số 6 là Sunsuke, 13 người tham quan thôn. Do những hành khách toa số 6 ở gần suối nên có điều kiện sống thuận lợi, bọn họ không cần phải lo chuyện thiếu thức ăn. Do đó họ còn xây dựng nhà bếp và nhà vệ sinh cùng với một nhà tắm đơn giản. Điều kiện sống này tốt hơn nhóm người Yuto nhiều. Nhưng Naoya không tin tưởng những người ở toa tàu số 6, bởi vì người bên kia phía anh từng bị bọn họ tấn công. Sunsuke vì chuyện này cúi đầu xin lỗi, ba người hung thủ cũng quỳ xuống xin lỗi. Naoya nói rằng khi đó mình quá căng thẳng không phân biệt được là bạn hay thù. Nơi này ngoại trừ bọn họ còn có người của tương lai xe rất hiểu nỗi lòng của đối phương. Sunsuke nói rõ đây là Nhật Bản của 60 năm sau, bọn họ đã tìm được chứng cứ xác thực. Hơn nữa họ cũng đang tìm cách để quay về. Sunsuke đưa họ đến bên một con tàu bỏ hoang, trong tàu có thiết bị điện vô tuyến. Thông qua thiết bị này họ nhận được một đoạn tín hiệu. Thông qua tín hiệu đó họ biết được mình đã xuyên không đến 60 năm sau. Năm 2026, thiên thạch lao vào vệ tinh khiến thiên thạch di chuyển lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Thiên thạch rơi xuống Thái Bình Dương sau khi nước biển dâng lên, các thành phố ven biển bị nhấn chìm. Con người phải đối mặt với nạn diệt vong. Vậy nên họ phải quay về nói cho tất cả mọi người biết tai họa đang ập đến. Sau khi nhóm Yuto quay về nói cho mọi người biết có những hành khách ở toa tàu số 6, hơn nữa họ cũng đang tìm cách để quay về. Điều này khiến tất cả mọi người lại có hy vọng sống tiếp. Thậm chí bọn họ còn muốn học theo những hành khách ở toa tàu số 6 xây dựng nhà tắm. Rena lúc này đã chấp nhận hiện thực, cô cho rằng họ không thể nào quay về được nữa. Cô không còn hy vọng với bất cứ chuyện gì. Từ nhỏ Rena đã lớn lên trong một gia đình không êm ấm sau khi cô nghỉ học sớm ra xã hội làm việc. Cô không có hứng thú với bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, bởi vì vận mệnh thê thảm lúc nào cũng bao vây lấy cô. Cho dù cô cố gắng được một chút thành tích cũng có người chỉ trỏ sau lưng cô. Nên châm ngôn sống của cô là trân trọng hiện tại. Lúc này Jaichi đột nhiên chạy về, ông lấy đi tờ báo của mình. Trùng hợp là trên tờ báo có đăng bài về vụ án ấy. Vào ngày bọn họ mất tích, dường như Jaichi đã phát hiện ra tên hung thủ đang ẩn náu trong nhóm người. Nhóm Yuto sau khi nhìn thấy nhà tắm do những hành khách ở toa tàu số 6 dựng lên, nên sau khi về họ cũng kêu gọi mọi người xây một nhà tắm. Thế là họ ở bên bờ sông thu thập đủ lượng gỗ rồi bê thùng sắt đến và dựng hàng rào lên. Cứ như vậy một nhà tắm công cộng đã được xây xong. Tatsuya nóng lòng xông vào bên trong, phát hiện Sodai đang ở trong đó ngâm chân. Kệ đi, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là đi tắm. Cứ như vậy hai người chen chúc một chỗ cùng nhau tắm. Sau đó mọi người xếp hàng lần lượt vào trong tắm. Nhiều người như thế này có lẽ phải đun nước cả ngày mới đủ tắm. Lúc Yuto tắm, anh còn không quên cảm thán anh có thể gắng gượng đến giờ phút này là do có sự tồn tại của người con gái ấy. Câu nói của anh bị cô nàng xe thầm thương anh nghe thấy. Cô lại đau lòng buồn bã mất một khoảng thời gian dài. Vốn tưởng rằng cô và Yuto có thể ở đây phát triển tình cảm, nào ngờ Yuto vẫn chưa quên cô gái ấy. Naoya an ủi cô, dù sao cô gái kia cũng không xuyên không đến đây nên bây giờ là cơ hội tốt của xe. Ban ngày Jaichi lén nói với Sunsuke rằng những người trong toa tàu số 5 đang lén thu thập một loại đá, có xếp loại đá này vào một chỗ. Ông chạy đến báo cho mọi người bên này biết là vì muốn đối phương cung cấp cho ông chút thức ăn. Điều này khiến Sunsuke nghi ngờ ông phái người đến khu vực gần toa tàu số 5 để tìm kiếm loại đá kia. Đúng lúc bị Rena dậy sớm nhìn thấy, cô hỏi bọn họ đang làm gì thế. Đối phương trả lời cô rằng họ đang tìm kiếm một loại đá đặc biệt. Đó là thứ rất quan trọng giúp cho bọn họ về nhà. Rena vốn dĩ không còn hy vọng gì vào việc quay về, nên nghe đến đây cô lập tức kích động muốn đến tìm đối phương hỏi cho ra lẽ. Xe thấy Rena không bình thường bèn đuổi theo hỏi cô đang đi đâu. Rena bảo xe đừng quản cô, còn xô ngã xe. Đột nhiên dưới đất có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô. Vào lúc hai người định chạy đi thì vài người đàn ông đến bao vây họ. Trong quá trình xô sát, Rena nhân cơ hội chạy đi mất. Rena chạy về vội vàng gọi cầu cứu mọi người, cô nói những người ở toa tàu số 6 tấn công bọn họ, mà xe lúc này không rõ sống chết ra sao. Naoya nhớ lại trước kia xe từng quan tâm đến anh rất nhiều lần, anh vội vàng chạy đi cứu người. Yuto cũng nhanh chóng chạy theo sau. Lúc này không phải nên gọi thêm vài người nữa đi theo sao? Nhớ đối phương thật sự muốn động thủ thì không phải hai người chết chắc sao? Nhưng điều kỳ lạ là những người ở toa tàu số 6 lại không bắt được xe, còn để xe chạy mất. Xe chạy một mạch đến bên vách núi, đừng qua đây. Yuto và Naoya đến nơi ở của những hành khách toa tàu số 6. Hai người yêu cầu Sunsuke giao xe ra. Sunsuke nói chuyện này không phải là bọn họ làm, ông không biết gì hết. Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành vào trong toa tàu tìm người. Hai người vô tình phát hiện ra trên ghế ngồi bên trong toa tàu có vết máu. Họ liền hỏi Sunsuke chuyện này là sao, với lại người tóc vàng bị chôn trên núi là ai. Sunsuke nói lúc bọn họ vừa xuyên không đến đây có một người đàn ông cầm dao. Do quá kích động anh ta bắt lấy hành khách khiến mọi người trong toa tàu hoảng loạn. Để cứu những người khác ông chỉ đành ra tay đánh bay hung khí của đối phương. Sau đó ông nhặt vũ khí lên để tự bảo vệ mình. Nào ngờ người đó lao đến sau đó bị chết trong toa tàu. Đến những hành khách khác không hoang mang lo sợ nên ông mới đem người đàn ông tóc vàng lên núi chôn. Còn chuyện của xe thật sự không liên quan đến ông. Hai người Yuto không tin lời Sunsuke, nhất định họ sẽ nghĩ ra cách tìm thấy xe. Chỉ có điều họ đã tìm hết những nơi có thể tìm rồi nhưng vẫn không thấy xe đâu hết. Rena nói chắc chắn xe đã bị đám người kia nhốt lại rồi. Tất cả những hành khách trong va tàu số 5 cũng tức giận. Nói trước kia họ đâm Sodai, bây giờ lại tấn công xe và Rena. Tất cả mọi người đều ra vẻ muốn đấu một trận sinh tử với đối phương. Lúc nãy xe vì nhảy từ trên vách đá xuống nên bị trẹo chân. Cô vô tình chạy đến chỗ con tàu bị bỏ hoang nên tiện thể trốn luôn vào bên trong. Cô mới trốn vào trong chưa được bao lâu thì thấy Sunsuke lén lén lút lút đi vào trong con tàu. Vừa vào trong ông đã cầm bộ đàm lên cầu cứu người ở đầu bên kia.
nhưng bộ đàm của ông vẫn chưa cắm điện, cảnh tượng này đã bị xe nhìn thấy. Thậm chí cô còn tạo ra tiếng động quá lớn bị Sunsuke phát hiện. Sunsuke chặn cửa quang tàu còn nói cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, mọi người tìm cô mãi. Xe nói rõ ràng bộ đàm đã bị hư rồi, tại sao lần trước ông có nói bộ đàm vẫn còn dùng được. Sunsuke nói bộ đàm này bị hư từ lâu rồi. Ông đến đây kêu cứu chẳng qua là diễn cho mọi người xem. Chỉ cần những người khác nghĩ rằng bộ đàm này còn dùng được thì họ sẽ có hy vọng để sống tiếp. Hơn nữa chuyện về thiên tai cũng là do Sunsuke đọc nhật ký của con tàu biết được, chứ không phải biết thông qua tín hiệu chuyển đến bộ đàm. Xe nói Sunsuke nên nói cho mọi người biết sự thật, nhưng Sunsuke cầm vũ khí đe dọa cô. Nếu cô dám nói chuyện này cho mọi người biết, ông sẽ xử lý cô. Sau đó Sunsuke nhốt xe trên con tàu, mỗi ngày ông sẽ mang nước và thức ăn đến cho cô. Để báo thù những hành khách trong toa tàu số 6, những hành khách trong toa tàu số 5 bắt đầu chế tạo vũ khí mới. Sáng sớm người của toa tàu số 6 đã chạy đến thám thính tình hình, kết quả dẫm trúng bẫy. Đáng tiếc là họ vẫn để cho người thám thính chạy mất. Chuyện này càng khiến những hành khách ở toa tàu số 5 sợ hãi. Họ cho rằng những người bên kia chuẩn bị ra tay kết liễu bọn họ. Bọn họ không thể ngồi đợi được nữa, phải đem quân đi đánh trước. Nhưng lúc này Kaioko đưa ra một phương án khác. Nếu như thực sự phải đấu một trận sinh tử với những người bên kia thì họ nhất định phải chuẩn bị đường lui trước. Ngộ nhỡ nơi này bị chiếm mất, bọn họ còn có thể chuyển đến nơi khác để sinh sống. Đồng thời cô còn chủ động nhận nhiệm vụ đi tìm chỗ ở mới. Hajime xung phong đi theo cô. Đúng lúc đó những hành khách trong toa tàu số 6 cũng đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chiến này. Ba người chỉ cầm gậy đã dám tấn công vào căn cứ được phòng vệ nghiêm ngặt. Vừa đi vào đã dẫm phải bẫy của đối phương. Nhưng như vậy những kẻ xâm lăng vẫn nhẹ nhàng đè bẹp bọn họ, khiến bọn họ chỉ dám đứng đằng xa ném đá. Nào ngờ quân tiếp viện đến rất nhanh, cục diện nhanh chóng thay đổi. Họ đánh cho ba người kia không thể nào đánh trả. Cứ tưởng rằng lần này chết chắc rồi, nào ngờ quân tiếp viện của bên này cũng đến. Một trận chiến lớn nổi ra chỉ vì một cô gái bị mất tích. Cứ như vậy tất cả mọi người đều tham gia vào trận chiến. Hai bên lao vào đánh nhau một trận nảy lửa. Zaichi đứng ở đằng xa nhìn kiệt tác của mình vô cùng hào hứng. Sunsuke đến nơi nhốt xe chuẩn bị bắt xe ra để bàn bạc với nhóm người Yuto. Nhưng lúc này xe đã không còn ở trên tàu nữa rồi, không biết là ai đã thả cô ra. Hai bên càng đánh càng hăng, bắt đầu có ý định xử lý đối phương. Trong lúc hỗn loạn ba người ban đầu đánh lén, có một người xông vào trong toa tàu cướp mất túi đồ ở bên trong. Sau khi lấy được đồ ba người liền bỏ mặc đồng bọn chạy mất, chỉ để lại mọi người đứng ngơ ngác và Sunsuke chạy đến trễ. Lúc này xe cũng chạy về đến nơi, đồng thời cô cũng vạch trần lời nói dối của Sunsuke. Cô nói cho tất cả mọi người biết bộ đàm đã bị hỏng, đó là sự hy vọng của rất nhiều người. Không ngờ nó chỉ là một lời nói dối, rất nhiều người không dám tin đây là sự thật. Yuto chất vấn Sunsuke, hóa ra những lời lẽ hào hùng của ông chỉ để mê hoặc mọi người. Uổng công Yuto hết lòng tin tưởng ông. Sunsuke nói không biết sự thật không phải tốt hơn sao? Biết được sự thật đã làm sao có thay đổi được thực tế không? Ít nhất lừa dối sẽ khiến mọi người có hy vọng cùng nhau xây dựng một đất nước ở đây. Naoya cười nhạo Sunsuke, ông làm vậy chỉ vì muốn trở thành người đứng đầu ở đây mà thôi. Sunsuke giao cuốn nhật ký trên tàu cho Yuto bảo quản, sau đó đưa những hành khách trên toa tàu số 6 rời đi. Cuộc xung đột cứ như vậy kết thúc một cách chóng vánh. Ba người lấy trộm đồ chạy đi đâu không ai biết được. Kaioko và Hajime hai người đi về phía tòa tháp, nhưng họ đi mãi vẫn không đến được đích. Cho đến đêm hai người nhìn thấy trên trời xuất hiện cực quang và hòn đá phát sáng ở dưới mặt đất. Lúc này vào 2021, ở một trường đại học, một giáo sư vật lý đang xem đi xem lại đoạn video toa tàu bị mất tích. Đoạn không gian bị bẻ cong trước khi toa tàu biến mất đã thu hút sự chú ý của anh. Sau trận chiến trước đây, Sunsuke của toa tàu số 6 đột nhiên mất tích. Hành khách toa tàu số 6 mất đi người dẫn đầu, nên một số hành khách đã yêu cầu được gia nhập vào nhóm của toa tàu số 5. Yuto đọc cuốn nhật ký mà Sunsuke để lại, trong này có ghi chuyện thiên thạch rơi xuống biển khiến nước biển dâng lên. Kaioko nhặt những hòn đá phát sáng mang về. Sodai nói một nghiên cứu cùng với Yuto. Ngoài những thứ này, bọn họ còn vô tình phát hiện bên cạnh toa tàu số 6 có suối nước nóng. Chỉ cần nấu cho nước của suối nước nóng bốc hơi hết, họ sẽ thu được muối. Nhưng điều phiền phức nhất lúc này là những hành khách trong toa tàu số 6. Không cho họ đụng đến nước suối nóng, còn nói đó là lãnh địa của bọn họ. Yuto nói để anh sang bên đó đàm phán. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng bây giờ đi không an toàn vì hai bên vừa mới đánh nhau xong. Naoya chủ động đứng ra nói để anh đi, thậm chí anh còn muốn ở lại bên đó. Bởi vì anh cho rằng bọn họ không thể nào quay về được nữa. Nếu như muốn sống về lâu về dài ở nơi này thì hai bên nhất định phải có người trung gian truyền tin. Thậm chí sau này còn có thể phát triển hơn, sẽ trao đổi hàng hóa mua bán giữa hai bên. Mà anh là người thích hợp nhất để làm việc này. Yuto nói muốn đi cùng Naoya, nhưng anh nói nơi này cần Yuto. Chỉ có xe một mực muốn níu kéo Naoya, nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi. Đến nơi ở của những hành khách trên toa tàu số 6. Bọn họ không hề tin Naoya chuẩn bị dùng cách đổi xúc sắc để quyết định có cho Naoya ở lại hay không. Nếu Naoya thua, anh phải để lại bộ dụng cụ cắt tóc, đối phương nói với vẻ vô cùng tự tin. Nhưng Naoya nói nếu như muốn cược thì cược lớn hơn một chút. Nếu như Naoya thắng, bọn họ phải đồng ý cho những hành khách ở toa tàu số 5 đến đây bắt cá và khai thác muối. Một ván duy nhất quyết định thắng thua. Vài tiếng sau, hành khách trong khoang tàu số 6 liền đưa thức ăn đến, còn nói với mọi người có thể sang bên chỗ họ khai thác muối. Yuto đến gặp Naoya khuyên anh quay về. Hai người ở bên bờ suối vô tình nhìn thấy mảnh vỡ thiên thạch. Yuto đem ảnh thiên thạch về và nói tối nay chắc chắn sẽ xuất hiện cực quang, hòn đá này có thể phát sáng. Căn cứ vào viên đá phát hiện vào ngày, mọi người không có thể phân tích được rằng thiên thạch rơi xuống trái đất khiến thời không bị bẻ cong.
và đường hầm cũng nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng tạo thành lỗ hổng không gian cực lớn. Theo như lý thuyết, bọn họ phải chờ hố đen không gian đó mở ra lần nữa, hoặc là tìm đủ điều kiện khiến hố đen không gian mở ra mới có thể quay trở về. Mà người không hiểu nguyên lý của nó chỉ cảm thấy rằng họ lại có cơ hội trở về nhà, thậm chí còn bắt đầu nghĩ sau khi quay về họ sẽ làm gì. Rena nói quay về có làm được gì đâu, không phải 2026 sẽ có thiên thạch rơi xuống trái đất. Sao không phải quay về vẫn phải chết à? Iuto nói vậy bọn họ càng phải quay về để cảnh báo với mọi người chuẩn bị trước. Nói không chừng tai nạn sẽ không xảy ra. Rena nói nếu như thất bại thì sao có thể bọn họ sẽ là những người còn sống được chọn để loài người không bị tuyệt chủng. Vậy tại sao phải tìm cách quay về nộp mạng? Lời nói của Rena đã khiến ý chí của mọi người bị lung lay. Kaioko nói cho dù chuyện gì xảy ra cô bắt buộc phải ở bên gia đình mình. Ngay hôm sau, Iuto ở trên ngọn núi gần đó tìm thấy một mảnh vỡ của cây cầu trong thành phố. Anh đã gặp được người con gái mình thương ở trên cái cầu này. Trong lòng Iuto càng quyết tâm trở về. Lúc này trời đột nhiên đổ mưa to đến ngôi nhà được lợp bằng cỏ trước kia mọi người vất vả dựng lên cũng bị xô đổ. Iuto bảo mọi người vào trong toa tàu trú mưa trước đã. Ông chú Zaichi không biết đã chạy về đây từ lúc nào còn nói tối nay ông sẽ ngủ ở đây. Đợi đến khi ông mở cửa toa tàu bên phía đường hầm, thì người làm bằng rơm trên người ông bị thổi bay sau đó bị hố đen trước mặt hút mất. Iuto thử ném một hòn đá vào đó, kết quả hòn đá cũng bị hút vào bên trong. Liên kết được với thế giới ban đầu rồi hố đen trước mặt hút hết tất cả mọi thứ đến gần nó. Mọi người nhìn hố đen đó không một ai dám đến gần, chỉ đứng trước hố đen hét lớn. Hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ phía bên kia. Nhưng hố đen nhanh chóng nhỏ lại cho đến khi biến mất trước mặt mọi người. Ở 2023, hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ, một chiếc tàu lướt ngang qua người họ. Một người nộ bằng cỏ xuất hiện dưới chân hai người. Mặc dù hố đen đã biến mất nhưng Sodai vẫn hào hứng nói cho mọi người nghe về hố đen đó. Đó chính là niềm hy vọng trở về nhà của tất cả mọi người. Hình như hố đen đó xuất hiện là do cơn bão hôm qua. Vậy thì theo lý thuyết chỉ cần chờ đến đợt bão tiếp theo. Đồng thời lúc đó trên trời xuất hiện cực quang thì hố đen sẽ lại xuất hiện. Lúc này trong số hành khách trên tàu có một cô gái phát hiện ra mình đã mang bầu. Cô mang bầu trước khi xuyên không đến đây. Ở đây không có đủ điều kiện cũng như thiết bị để sinh con nên họ không thể chờ được nữa. Phải nhanh chóng thu thập đầy đủ những yếu tố để mở hố đen ra đưa tất cả mọi người quay về. Sau khi quay về họ còn phải nhắc nhở mọi người về mối tai họa đang chuẩn bị ập đến. Iuto tập hợp mọi người đi tìm mảnh vỡ thiên thạch. Tatsuya vô tình phát hiện ra cột điện và dây điện bị bỏ hoang. Sodai nói nếu như nạp điện cho toa tàu có thể tạo ra môi trường tương tự như bão, như vậy lỗ đen cũng có thể được mở ra. Đáng tiếc rằng với điều kiện hiện tại họ không thể nào nạp điện cho tàu được. Hajime đột nhiên nhớ ra điều gì đó để đảm bảo toa tàu có thể vận hành bình thường. Khi bị mất điện nên trên tuyến đường này có trạm biến áp khẩn cấp. Trong trạm biến áp có rất nhiều tủ điện phân phối. Hơn nữa chúng được thiết kế có thể đảm bảo chất lượng đến tận 100 năm sau. Chỉ cần tìm thấy trạm biến áp đó họ sẽ có thể nạp điện cho toa tàu. Thế là bọn họ đi lần theo đường dây điện có hy vọng trở về, mọi người làm việc cũng trở nên năng suất hơn. Nhưng cũng có một số người không tham gia làm việc với mọi người. Dường như họ đã quyết định ở lại nơi này sinh sống. Thậm chí bọn họ còn cho rằng cho dù hố đen có mở ra bọn họ về cũng chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ai có thể đảm bảo đi qua hố đen đó là an toàn? Naoya nói mỗi người phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Ai muốn ở lại thì cứ ở lại, dù sao anh cũng phải quay về. Iuto khuyên những người không chịu quay về rằng nếu như họ đã cùng nhau đến đây thì bọn họ phải cùng nhau quay về. Sodai nói có người ở lại cũng tốt, nếu như những người quay về không thể ngăn cản tai nạn xảy ra thì những người ở lại sẽ là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Kaioko hỏi Rena rằng cô thật sự định ở lại đây sao? Nếu như những người quay về thật sự có thể thay đổi vận mệnh, thật sự giải cứu được loài người thì chắc chắn tương lai Rena sẽ phải hối hận. Rena không muốn trả lời chuyện không chắc chắn nên cô rời khỏi toa tàu. Ngày hôm sau, Naoya đột nhiên nói anh muốn ở lại. Anh không thể để Rena và những người lớn tuổi ở lại đây. Iuto hỏi Naoya thế em trai của anh phải làm sao? Anh nói em trai của anh cũng đã đến tuổi tự mình gánh vác mọi thứ. Dù sao Iuto cũng quay về giải cứu mọi người, vậy nên anh sẽ ở lại đây giải cứu những người còn lại. Hai người chẳng ai chịu ai, cứ như vậy bọn họ mỗi ngày đều đào lần theo dây điện. Có lúc còn phải tăng ca vào ban đêm nhưng bọn họ không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại còn cảm thấy cơ thể mình ngập tràn năng lượng. Một ngày nọ họ đào đến được tủ điện phân phối, mọi người vội vàng chạy để xem. Đầu dây bên kia của tủ điện phân phối nối với đầu bên kia ngọn núi. Chắc chắn ở gần đây có trạm điện biến áp. Cuối cùng mọi người cũng tìm thấy trạm điện. Đi vào bên trong, trong đó có rất nhiều tủ điện phân phối và dây dẫn điện. May mà tất cả đều được bảo quản rất tốt nên còn nguyên vẹn không bị hư hỏng gì cả. Hành khách từng làm ở trạm điện rất nhanh đã mở tất cả các công tác của trạm điện lên. Bóng đèn báo hiệu trên tủ điện phân phối sáng lên, điều này có nghĩa là trong trạm biến áp có điện. Bọn họ nối đường dây điện bị đứt lại, bầu trời một lần nữa lại u ám. Điều này chứng tỏ rằng đợt bão tiếp theo sắp ập đến rồi. Tiếp theo đó chuyện mà họ phải làm đơn giản hơn nhiều. Cuộn dây điện lên trên nóc xe để sạc điện, như vậy cả toa tàu sẽ có thể chui vào trong lỗ đen. Sau khi biết tin, Zaichi cũng quyết định không rời khỏi đây. Tatsuya mang đến cho ông ít nước và đồ ăn. Đồng thời anh còn để lại cho ông một bức tranh do chính anh vẽ, coi như tặng ông một món quà làm kỷ niệm. Ngày hôm sau trên trời lại xuất hiện cực quang, xe chạy đến hỏi Naoya anh thật sự ở lại đây sao. Naoya không biết phải trả lời như thế nào, anh để xe đi không nói lời nào hết. Anh còn nhờ Iuto sau khi về hãy chăm sóc em trai dùng mình, còn ở đây làm gì, mau đi đi. Nhưng Iuto không muốn để cho Naoya như ý nói. Naoya đừng cố tỏ vẻ anh hùng, anh không giúp Naoya chăm sóc em trai đâu.
Bảo Naoya đích thân quay về nói với em trai mình Yuto còn nói xe đang đợi Naoya. Naoya nhìn xe cuối cùng anh cũng đồng ý đi cùng với mọi người. Lúc này trong đường hầm quả nhiên hố đen lại xuất hiện hơn nữa, nó bắt đầu to dần lên. Những người khác không muốn rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Những người chơi xe cũng chỉ có thể đứng nhìn bọn họ. Lúc này nhóm Yuto quay lại, Yuto nói đây là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu không lên xe có nghĩa là họ không bao giờ có thể về nhà nữa. Naoya cũng hét lớn hãy tin tưởng người này. Cuối cùng mọi người cũng bị thuyết phục lần lượt đi lên xe. Chỉ Rena vẫn còn đang chống cự. Lỗ đen ngày càng to hơn, nó sắp bằng cả toa tàu. Naoya bị gió bão thổi ngã. Lúc này những hành khách trên toa tàu số 6 cũng chen chúc lên đây. Họ định đóng cửa toa tàu lại nhưng do Naoya vẫn chưa lên tàu nên những hành khách trên toa tàu số 5 nắm chặt cửa. Thể lỗ đen sắp nuốt chửng toa tàu, Naoya bảo mọi người đừng quan tâm đến anh, mau đóng cửa tàu lại rồi rời đi. Yuto bảo Naoya nắm chặt lấy tay mình. Lúc này Zaichi đột nhiên chạy đến kéo Naoya dậy rồi để anh lên trên tàu. Zaichi nói mọi người nhất định phải sống sót quay về, sau đó đóng cửa tàu lại. Sau khi hố đen bao phủ lấy cả toa tàu, nó kéo con tàu vào trong hố. Lại một trận rung lắc cực mạnh, đến khi tất cả mọi người tỉnh lại đã thấy bên ngoài ánh nắng chói chang. Bọn họ từ đâu chui ra thế, tọa và hành khách đột nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Bọn họ được đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ từ đầu đến chân. Sau đó mỗi người được sắp xếp vào một căn phòng riêng và được cảnh sát lấy lời khai. Những hành khách đưa cho cảnh sát thấy chứng cứ họ đã xuyên không và nói cho cảnh sát biết tai nạn sắp ập đến. Nhưng cảnh sát lại cho rằng bọn họ đang đùa chuyện vớ vẩn, như thế bọn họ không thể nào tin được. Cảnh sát còn tổ chức một buổi cho các hành khách gặp lại người thân. Một lần nữa gặp lại người thân của mình sau 3 năm xa cách, tất cả mọi người đều ôm nhau khóc. Cuối cùng Kayoko cũng gặp lại con gái, lúc này con gái cô cũng đã lớn rồi. Naoya thấy bộ dạng vui vẻ của mọi người, anh cô đơn ngồi khóc một mình. Anh rời khỏi phòng đi ra ngoài. Lúc này một thanh niên xông vào, Naoya nhìn thấy em trai mình đã trưởng thành. Anh vui đến mức khóc không thành tiếng, hai người ôm chầm lấy nhau. Sau bữa gặp mặt người thân của mọi người cùng gia đình rời đi, Naoya cũng chào tạm biệt xe và Yuto, anh đến quán ăn để thưởng thức món ngon. Naoya nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, không biết là nên vui hay nên buồn. Khi về đến nhà anh mới phát hiện hóa ra em trai mình đã có người yêu rồi. Tiệm làm tóc của anh vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi anh rời đi. Naoya vui vẻ cầm bộ đồ cắt tóc anh luyện tay trên mái tóc giả. Kết quả anh làm rơi kéo xuống đất, anh thử nhặt kéo lên nhưng nhặt mãi vẫn không được. Anh nhớ lại hình như trước khi xuyên không trở về tay anh đã chạm vào làn khói của hố đen. Dường như điều này đã khiến tay của anh thay đổi. Yuto lại đến gặp cảnh sát nhưng cảnh sát vẫn không tin những lời nói vớ vẩn của anh. Anh triệu tập tất cả thành viên trên toa tàu số 5 thương lượng xem tiếp theo họ phải làm gì. Có người đề nghị nhận lời phỏng vấn nói rõ mọi chuyện với truyền thông. Đột nhiên bọn họ đọc được tin em trai Naoya từng ngồi tù trên iPad. Có người nào đó biết được tin này và tung lên mạng. Thậm chí còn có người chạy đến trước cửa tiệm làm tóc livestream đưa tin. Thấy vậy Naoya sợ đến mức trốn đi. Những hành khách trên toa tàu số 6 cũng lên mạng nói cho mọi người biết tai nạn sắp ập đến. Nhưng đa số mọi người không tin lời họ nói, còn cho rằng họ đang cố tạo sự chú ý. Rất nhanh thân phận của những hành khách khác cũng lần lượt bị công khai trên mạng. Yuto và xe được rất nhiều người khen ngợi. Chỉ có Rena bị người khác bới ra cô hẹn hò với một người đã có vợ và bị vợ người đó đến tìm. Rena nói cô không biết người ta đã có vợ, cô mới là người bị hại. Nhớ lại Zaichi ở lại tương lai, ý chí chiến đấu của mọi người lại bùng cháy lên. Sodai nói mảnh thiên thạch mà họ mang về đã được đưa đi phân tích rồi. Chỉ cần đoán được nó hình thành vào năm nào họ sẽ có thể cung cấp chứng cứ cho cảnh sát. Yuto đến gặp Naoya bảo Naoya cùng tham gia giải cứu tương lai loài người với bọn họ. Nhưng do tay của Naoya không bình thường khiến anh bị thất nghiệp, không thể làm việc được, anh bắt đầu tức giận và ngược đãi bản thân mình. Khi hỏa hoạn lại xảy ra, Yuto đến hiện trường cứu hỏa. Nào ngờ người hâm mộ của anh chạy đến tận đây bắt đầu livestream. Yuto khuyên bọn họ rời khỏi hiện trường, nhưng người hâm mộ lại càng hào hứng khoác vai Yuto để chụp ảnh chung. Yuto đẩy anh ta ra khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Đồng nghiệp thấy Yuto không thể làm việc được chỉ đành lấy công cụ của anh đi dập lửa. Lửa lớn đang ở trước mặt nhưng lúc này anh lại chẳng làm được gì. Sau khi dập được lửa, anh buồn bã ngồi dưới đất, xã hội phát triển khiến anh có chút không quen. Lúc này Naoya đột nhiên xuất hiện bảo anh phải phấn chấn lên, còn rất nhiều người đang chờ anh giải cứu. Lúc này đột nhiên một viên thiên thạch trong vũ trụ đang dần tìm đến trái đất. Vốn tưởng rằng nam chính phải lấy hết can đảm giải cứu nhân loại nhưng biên kịch không chịu như thế. Ông cho nam chính bị công ty bắt phải nghỉ phép. Đột nhiên Yuto trở nên chán nản buồn bã không biết đi đâu, chỉ để lại một nhóm nhân vật phụ chiến đấu. Họ vừa đăng video lên mạng vừa cung cấp tài liệu cho chính phủ. May mà loại thực vật soda đưa về cuối cùng cũng được bộ phận có liên quan nhận ra là thực vật của 30 năm sau. Lúc này Kayoko đột nhiên gọi điện thoại đến nói cô đã tiếp xúc với người của chính phủ. Chính phủ đã biết chuyện thiên thạch từ lâu rồi, họ đang tìm cách giải quyết. Bởi vì họ không chắc chắn có thể xử lý viên thiên thạch nên mới phong tỏa tin tức không cho người dân biết. Đồng thời chính phủ hy vọng mọi người đừng phát tán tin tức này nữa. Mọi người biết vậy đều lần lượt đi nói lời từ biệt với người thân và bạn bè. Chuyện sống chết bây giờ có lẽ chỉ có thể trông chờ vào số phận. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.